Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo ba đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước cùng đến thăm và chúc mừng năm mới mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Đắc, ngụ khu vực Thới Bình, phường Thế An Đông, quận Bình Thủy. Dịp này, đoàn đã kính tặng mẹ một phần quà Tết trị giá 2 triệu đồng.